Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho hay ông không có hành động bất kính đối với một quả phụ tử sĩ, hiện đang có bầu và vài tháng nữa là tới ngày sinh nở. Nói rằng ông tỏ sự kính trọng và không hề quên tên của người lính tử trận này. Trong khi đó, thì người quả phụ nói rằng cách nói chuyện của tổng thống trong cuộc điện đàm làm cho bà giận dữ. Bà cũng cho rằng tổng thống cũng chẳng nhớ tên chồng bà là gì. Các lời qua tiếng lại hôm thứ Hai là mới nhất trong cuộc tranh cãi đang diễn ra liên quan đến cách hành xử của tổng thống Donald Trump trước việc bốn quân nhân Mỹ bị tử thương tại quốc gia Niger ở Phi Châu. Tổng thống Trump gửi bản thuyết ra hôm thứ hai sau khi quả phụ Mejastra Johnson, vợ của lính mũ xanh đã hy sinh, là La David Johnson trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình Good Morning America của hệ thống truyền hình ABC. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Majesa Johnson kể từ sau khi một nữ dân biểu đảng Dân Chủ lên tiếng cáo buộc là Tổng thống Trump đã có sự nhẫn tâm khi nói với người quả phụ rằng chồng bà hiểu rõ điều gì có thể xảy ra khi đăng lính. Tổng thống Trump cáo buộc nữ dân biểu Frederica Wilson là bị đặt sự việc và cáo buộc là bà Wilson nghe lén cuộc điện đàm. Bà quả phụ Johnson thì xác nhận lời kể của dân biểu Wilson là đúng 100%, không bị đặt.